Truyện tích thứ 48, chuỗi hạt mân côi với sứ mệnh sau cùng của chị Lucia. Cha Agostino Enet, người đang lo việc phong thánh cho Francisco và Jacinta, nói rằng: "Từ Fatima, tôi đem đến cho anh chị một sứ mệnh khẩn thiết. Tôi được Đức Giáo Hoàng cho phép tôi được đến thăm bà Lucia. Bà tiếp tôi trong vẻ buồn rầu. Thoạt trông thấy bà, tôi thấy bà gầy đi và có vẻ lo âu khổ sở. Bà nói: Thưa cha, Đức Mẹ không hài lòng vì nhân loại không thi hành các mệnh lệnh năm 1917. Kẻ lành thì cứ theo đường hướng cũ, còn kẻ dữ thì cứ dấn thân vào đường tội lỗi. Cha hãy tin con đi, chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ trừng phạt thế gian cách nặng nề chưa từng có. Bao nhiêu linh hồn đang xa hỏa ngục, người ta không chịu cầu nguyện và không ăn năn hối cải. Đức Mẹ đã nói với con nhiều lần là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Xin cha nhớ rằng ma quỷ sẽ đưa ra một trận chiến quyết liệt chống Đức Mẹ, là vì có nhiều linh hồn tu sĩ và linh mục sa ngã đã kéo theo bao nhiêu linh hồn sa quả ngục. Cha phải cho nhân loại biết ngay là đừng chờ đợi Đức Giáo Hoàng và các giám mục kêu gọi sám hối. Tùy sáng kiến mỗi người, hãy sám hối ngay, sửa lại đời sống. Ma quỷ luôn chiếm đoạt các linh hồn đã tận hiến. Nó gợi ý người ta phải canh tân đời sống tu sĩ. Từ trước đã tạo ra một đời sống nội tâm khô cằn. Cha hãy nói cho thiên hạ biết lý do nào làm cho Francisco và Jacinta nên thánh. Là vì các em thấy sự buồn phiền của Đức Mẹ và sự trông thấy hỏa ngục. Mẹ lặp lại cho con rằng phương thuốc cuối cùng mẹ ban cho thế gian trước ngày thế mạt là chuỗi hạt mân côi. Thưa cha, chúng con phải làm cho chuỗi hạt mân côi có hiệu quả bằng sự hy sinh. Chúng ta hãy lần hạt mân côi với lòng yêu thương và sùng kính Đức Mẹ. Con không muốn làm cho người ta phải hoảng sợ, nhưng cần phải gióng lên một tiếng kêu khẩn thiết là chúng ta đang sống vào thời gian cuối cùng rồi. Lời bàn: ba chị em Lucia, Francisco và Jacinta là ba trẻ đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ mân côi ngay từ khi còn rất nhỏ. Các em thả đàn cừu cho chúng gặm cỏ, rồi cả ba chị em tìm chỗ thanh vắng để đọc kinh mân côi. Có khi vì mãi chơi, các em chỉ đọc vắn tắt. Một em đọc Kính mừng Maria, em kia thưa Thánh Maria. Thế là xong một kinh kính mừng. Sự đơn sơ chân thật ấy cũng đã làm cho Đức Mẹ vui lòng. Cho nên khi nói đến Fatima là nói đến chuỗi hạt mân côi, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và khuyên bảo người ta hãy nâng lần chuỗi mân côi. Có thể nói không nơi nào Đức Mẹ hiện ra mà đã khuyên bảo người ta nâng lần chuỗi mân côi cho bằng ở Fatima. Đến ngày cuối cùng, Đức Mẹ lại còn trịnh trọng tuyên bố rõ ràng: ta là nữ vương mân côi. Cho nên sứ mạng cuối cùng của chị Lucia là truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ mân côi. Ta hãy nghe chị phát biểu với các chị em trong dòng kính Coimbra khi chị sắp qua đời: không có gì khó khăn ở trên thế gian này mà chúng ta không giải quyết được bằng chuỗi hạt mân côi. Amen.